Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục chia sẻ những mẫu thiết kế đẹp của mẫu bản vẽ.vn. Ngày hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn mẫu thiết kế biệt thự hiện đại 2 tầng mái Nhật, một trong những bản vẽ được nhiều gia chủ quan tâm nhất hiện nay. Lý do vì sao mẫu thiết kế trên lại được nhiều người quan tâm như vậy thì hãy cùng theo dõi video clip sau đây nhé! Tọa lạc trên khuôn viên đất có diện tích rộng rãi tại Yên Mỹ Hưng Yên, tổng thể công trình hiện lên vô cùng nổi bật với sự kết hợp màu sắc độc đáo giữa sắc trắng ngà và nâu đất, không bị trùng lẫn với bất kể công trình nào lân cận. Tận dụng những màu sắc tương phản để mẫu biệt thự trên có những điểm nhấn sinh động, phần bậc tam cấp cùng hệ mái Nhật sử dụng những gam màu tối nhằm tôn lên sự bề thế của ngôi nhà. Đối với những ai yêu thích vẻ đẹp nhẹ nhàng đơn giản thì công trình này sẽ là lựa chọn số 1. Đồng thời, mẫu thiết kế này mang lại những giải pháp tối ưu cho gia chủ trong quá trình xây dựng. Với việc sử dụng cửa kính hệ sinh pha cao cấp ở các mặt cửa giúp cho ngôi nhà lấy sáng vào bên trong tốt, không chỉ vậy còn mang lại sự thoáng đãng và rộng rãi cho phần cảm quan. Như đã nói ở trước đó, phần mái thiết kế theo phong cách mái Nhật giúp ngôi nhà trở nên thanh thoát, cùng với chất liệu ngói romantic không nung giúp tản nhiệt, thích ứng với khí hậu nắng nóng, mưa ẩm tốt. Bước vào không gian bên trong tại tầng 1, các khu vực công năng được sắp xếp hài hòa, đăng đối với hai mặt sảnh khác nhau, đảm bảo tiện nghi trong quá trình sử dụng. Bố trí bao gồm một gara chứa của gia đình có diện tích 20,02m², một phòng khách diện tích 22,42m², một bếp ăn diện tích 9,86m² liên thông với không gian phòng khách và cuối cùng tại tầng 1 là một phòng ngủ có diện tích 8,96m². Di chuyển lên không gian tầng 2, tại đây thì chúng tôi bố trí các công năng bao gồm 3 phòng ngủ, có một phòng ngủ master, ban công đón gió với diện tích 16,89m², tiếp đến là hai phòng ngủ nhỏ hơn có diện tích lần lượt là 15,72m² và 13,54m². Và không thể thiếu là nhà vệ sinh chung có diện tích 7,04m² cùng một phòng thờ có diện tích 9,86m². Vậy là vừa rồi mẫu bản vẽ.vn đã giới thiệu tới quý vị và các bạn mẫu thiết kế ấn tượng của chúng tôi. Nếu như quý vị vẫn còn đang băn khoăn lo lắng thì hãy liên hệ ngay tới chúng tôi để được hỗ trợ một cách nhanh nhất theo hotline 0989 222 620. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị!